Kể từ khi ông Trang vào cục an ninh, ông và Dusik luôn đồng hành nhau trong mọi nhiệm vụ. Dusik gắn chặt ông Trang vào người mình, sau đó bay từ Hàn Quốc đến nước Nga. Sau khi tới nơi, Dusik mở khóa và ném ông Trang xuống dưới. Xem lúc anh ta căng thẳng thì gọi tên mình thế nào kìa, cần phải huấn luyện nhiều hơn mới được. Ông Trang từ trên trời rơi xuống. Những kẻ sát nhân nghĩ rằng ông ấy đã chết, không ngờ giây tiếp theo ông đã đứng dậy, sẵn sàng chiến đấu với bọn sát nhân, còn Dusik cũng đang bắt đầu tiêu diệt. Rất nhanh cả hai đã giải quyết xong, và thành công tìm thấy mục tiêu của nhiệm vụ lần này, bọn họ phải đưa tiến sĩ Kang này trở lại Nam Hàn. Nhưng Dusik chỉ có thể bay cùng với một người, bởi vì những lời nói thiếu tôn trọng của ông Trang vừa rồi, Dusik chọn cách đưa tiến sĩ Kang đi, và để ông Trang tự mình quay về. Ông Trang tức giận đến lăn lộn, ông còn không tìm được đường về nhà, thì sao mà từ nước Nga trở về Hàn Quốc, quả nhiên ông Trang đã bị lạc đường. Ông đã đi đến Hồng Kông, nếu như Dusik không đến kịp, ông ấy có thể sẽ phải đi vòng quanh thế giới rồi mới trở về nước. Dusik rất thích mang theo dao găm ở bên mình. Cái này được chuẩn bị cho ông Trang, mặc dù ông Trang có năng lực tự chữa lành, nhưng vẫn phải lấy viên đạn ra trước khi vết thương có thể lành lại. Dù cả hai đang cãi nhau, nhưng luôn coi nhau là đối tác tốt. Tiếc là không lâu sau đó, đã có chuyện xảy ra với Dusik. Anh ấy đã từ chối thực hiện nhiệm vụ được cấp trên Min Jong Chun giao phó. Anh bị săn lùng bởi các đặc vụ. Dusik lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến Mi-hun, anh đã chọn quay trở lại. Khoảnh khắc anh ôm cô thật chặt, trên lưng có rất nhiều chấm đỏ. Rất nhanh mấy tên đặc vụ lao tới đè anh xuống đất. Dusik cố gắng phản kháng, nhưng không ngờ Mi-hun lại chĩa súng về phía anh. Dusik tuyệt vọng bỏ con dao găm xuống, anh cứ thế mà bị bắt đi. Sau khi trở lại cục an ninh, ông Trang muốn đến cứu Dusik, nhưng Dusik đã ngăn ông ấy lại bằng một cái nhìn. Anh mời ông ấy uống cà phê, ông Trang không hiểu ý của Dusik là gì. Sau đó ông nhìn thấy Mi-hun, sức mạnh của Dusik quá mạnh, ngay cả Min Jong Chun cũng không dám trừng phạt anh ấy. Ông ta yêu cầu Dusik đưa ra một lời giải thích, nhưng Dusik cho biết anh sẽ sống và để cho cả hai miền Bắc Nam rượt đuổi mình. Dusik bắt Min Jong Chun làm con tin, anh bay lên không trung, nhưng không nhanh chân thoát khỏi đó, thay vào đó, anh chĩa súng về phía Mi-hun. Ông Trang đã cản phá phát súng của Dusik, bởi vì ông đã biết Dusik đang nghĩ gì. Trước khi Dusik bị bắt, anh đã chủ động để Mi-hun lấy súng đe dọa mình, còn đưa dao của anh cho ông Trang, anh không muốn làm cô ấy bị tổn thương, vậy nên phải vạch ra ranh giới với cô ấy. Mi-hun đưa con dao cho ông Trang tự hiểu đây là có ý gì, con dao này được chế tạo để làm sạch đạn. Dusik muốn ông ấy giúp Mi-hun chặn súng. Sau một đêm, Dusik biến mất không dấu vết, nhưng anh ấy không có giết Min Jong Chun, chỉ treo ông ta trên cây. Min Jong Chun bị giáng chức sau vụ việc này, đặc vụ đen của cục an ninh cũng dần giải tán. Mi-hun trở lại cuộc sống bình thường, sau khi bố cô qua đời, cô không còn lo lắng gì nữa. Bây giờ cô chỉ đợi mỗi Dusik quay lại, nhưng phải đến vài năm sau, mọi chuyện mới lắng xuống. Dusik cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô, em đã tìm anh trên bầu trời, nhưng anh lại đi bộ đến đây, em nhớ không? Anh nói anh muốn cho em xem thế giới trắng xóa khi nhìn trên bầu trời lúc tuyết rơi. Không lâu sau, cả hai người bọn họ kết hôn và đã sinh ra Bông Sốc. Bông Sốc đã bộc lộ tài năng xuất chúng khi chỉ mới vài tháng tuổi. Điều này khiến Dusik và Mi-hun rất lo lắng. Không lâu sau, Bông Sốc đã bay vào không gian vũ trụ. Mi-hun không thấy con trai, vội báo cho Dusik về vấn đề này. Dusik ngay lập tức bay đến chỗ vợ. Sau khi biết được tình hình, anh vội bay lên trời tìm con trai. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm Bông Sốc. Đây là lần cậu bé bay lên trời, không khỏi khóc lớn tiếng. Dusik vội an ủi con trai. Sau khi an toàn trở về nhà, cả hai rất lo cho tương lai của con trai. Mi-hun rất sợ con trai sẽ đi theo con đường cũ của chồng. Tại thời điểm này, Min Jong Chun tiếp tục với công việc ban đầu của mình. Mi-hun và Dusik biết trước mưa gió trong tương lai, mỗi ngày đều sống trong sự sợ hãi. Tiếc rằng, đêm đó, Mi-hun nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân ở bên ngoài. Dusik không muốn liên lụy đến hai mẹ con, anh để vợ và con trai chạy trốn, còn một mình anh bước ra ngoài để đối phó với những đặc vụ kia. Dusik bắt con tin và bay xa hơn, anh dụ những đặc vụ này đi đến chỗ khác. Chỉ có cách này, Mi-hun và đứa trẻ mới có cơ hội trốn thoát. Nhưng các đặc vụ này đều có năng lực riêng. Chẳng mấy chốc, Dusik đã bị thương và ngã xuống đất. Anh muốn bay lên, nhưng lại bị kẻ mạnh trực tiếp kéo xuống lại. Ngay sau đó, người đàn ông sử dụng điện xuất hiện. Dusik sốc đến mức không cử động được. Cuối cùng bọn họ còng tay anh lại, anh vùng vẫy để thoát ra và bay lên trời. Nhưng người đàn ông có sức mạnh ở bên dưới, kéo lấy sợi dây và không để anh ấy rời đi. Sau cùng đã bắt giữ Dusik. Kể từ đó, Mi-hun không bao giờ nghe về tin tức của anh ấy nữa. Ông Trang uống 30 chai rượu trong vòng 1 phút, tàn thuốc chưa đốt xong cũng bị kẹt trực tiếp vào lòng bàn tay. Dù sao thì vết thương của ông cũng sẽ lành trong vòng chưa đầy 1 giây. Là một người có khả năng tự chữa lành, ông Trang không say và cũng cảm thấy không đau đớn. Nhưng khi cục tình báo cơ quan quốc gia bị giảm quy mô, nên nhóm đen đã bị giải tán, ông là người còn lại duy nhất. Với việc tái tổ chức, ông đã phải vào một bộ phận bất kỳ. Không một ai biết về quá khứ của ông Trang.
cũng không ai biết ông ấy tuyệt vời đến thế nào. Đồng nghiệp luôn giao các công việc khó khăn cho ông Trang. Lúc ông Trang cần sự giúp đỡ, bọn họ lại từ chối. Máy tính tôi tự nhiên lạ lắm, tôi phải làm thế nào đây? Khởi động lại đi. Thế thì tài liệu tôi vừa viết bị xóa hết, thế mới nói anh nên tham gia học một lớp máy tính cơ bản đi. Ông Trang phải chịu nhiều sự bất công trong công ty. Nếu như ở nhà không có vợ, ông ấy cũng chẳng biết phải làm sao. Vợ ông Trang chính là Chi Hi, khó lắm ông mới theo đuổi được cô ấy. Năm đó, ông đã rơi xuống vách đá để cứu vợ mình. Hai vợ chồng có mối quan hệ rất tốt, hai người sẽ ăn thịt nướng mỗi tháng một lần. Ông Trang rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Nhưng hôm nay, Min Jong Chun đã đến công ty tìm ông ấy. Cậu nghĩ sơ mi cà vạt hợp với cậu sao? Bị kẹt cứng trong văn phòng làm việc, cả ngày nhìn chằm chằm máy tính, rồi lại kiểm tra lương thưởng, chỉ để thu về mấy cắc bạc, sao mà thể hiện hết giá trị của cậu được chứ? Min Jong Chun nhờ ông Trang làm gì đó cho ông ta, chỉ cần ông Trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi đó ông ta sẽ tổ chức lại nhóm đen. Ông Trang đã hứa với ông ta, bởi vì ông không muốn tiếp tục làm công việc như này. Sáng ngày hôm sau, ông thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà. Min Jong Chun đưa ông đi nhập ngũ. Nhiệm vụ của bọn họ là đối phó với quân của Triều Tiên. Mặc dù đại đội trưởng không biết rõ lai lịch của ông Trang, nhưng vẫn đối xử lịch sự với ông ấy. Người đàn ông đưa giày cho ông Trang mang và mang đồ ăn nóng đến cho ông. Ông Trang cảm thấy người này rất tốt. Vì vậy, dù có vất vả đi theo quân đội, ông cũng không hề phàn nàn. Nhưng sau vài ngày, Min Jong Chun cử một người khác đến. Người này là Cho Jae-hoot, là cấp dưới của Min Jong Chun. Có người nói rằng, trên thế giới này không có ai mà Cho Jae-hoot không thể tìm thấy. Khả năng phát hiện của ông ấy rất đặc biệt, có thể lần theo mùi hương và dấu chân để tìm ra người mình đang tìm kiếm. Min Jong Chun không cử ông ta đến đây để theo dõi ông Trang, thay vào đó, giúp ông Trang tìm ra mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Ông Trang cảm thấy rất lạ, người này luôn quan tâm nhiệm vụ của mình hơn là theo dõi diễn biến của quân đội. Xem ra Min Jong Chun có mục đích khác. Quả nhiên chẳng bao lâu quân đội đã bị phục kích. Ông Trang muốn giúp đỡ, nhưng Cho Jae-hoot đã ngăn ông lại và không để ông đi. Hóa ra Min Jong Chun đưa Cho Jae-hoot đến đây để tìm những người có năng lực từ miền Bắc. Hóa ra một số điệp viên có thể có sức mạnh. Ông Trang không phải là loại người nhắm mắt làm ngơ. Ông đẩy Cho Jae-hoot ra và lao đến chiến trường, yểm trợ cho anh ấy. Hai bên chiến đấu quyết liệt, ông Trang nhìn thấy địch ném lựu đạn. Ông ấy thậm chí còn lao tới ôm lấy quả lựu đạn. Thấy ông Trang vẫn còn sống, quân lính không khỏi bàng hoàng. Trong lúc mọi người ngạc nhiên, kẻ địch bắn một phát vào đầu ông Trang. Nhìn thấy ông Trang bị thương, đại đội trưởng nhanh chóng giơ súng lên và bắn. Nhưng đáng tiếc tốc độ chậm hơn một bước. Cái chết của đại đội trưởng khiến ông Trang rất tức giận. Lúc này có vô số tảng đá lăn từ trên núi xuống. Ông Trang dẫn dắt mọi người đối mặt với khó khăn. Ông phát hiện ra đó không phải là một trận lở đất, mà đó là do con người tạo ra. Có một người có sức mạnh ở trên núi, liên tục đẩy các tảng đá xuống dưới. Ông Trang nhanh chóng né từng tảng đá, không dễ gì lên tới đỉnh núi. Sau đó ông mới nhận ra người này có siêu năng lực. Đây hóa ra là một người sử dụng năng lực dịch chuyển và sức mạnh. Người này thấy ông Trang không dễ đối phó, nhanh chóng chọn cách rời khỏi hiện trường. Ông Trang không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Cho Jae-hoot rất vui vẻ, bởi vì mục đích của Cho Jae-hoot không phải là trận chiến này, mà là đánh bật người có siêu năng lực ở miền Bắc. Chỉ cần báo cáo sự thật ở miền Bắc có người có siêu năng lực, ông sẽ khôi phục chức vụ chính thức và tái lập lại nhóm đen đặc vụ. Kể từ khi Dusit bị bắt, ông Trang là người cao cấp nhất trong nhóm. Ông có những cấp dưới sau đây, một người thì có siêu năng lực điện, và một người thì có năng lực thấu thị, còn có một người khác nữa. Nhưng người này sử dụng quyền lực có vẻ coi thường ông Trang. Về mọi mặt, tôi đều ổn, nhưng có lúc tôi không thể kiểm soát sức mạnh của mình. Người này muốn thể hiện sức mạnh của mình, nhưng không ngờ ông Trang càng mạnh hơn. Hơn nữa ông Trang còn có thể tự chữa lành vết thương. Ông Trang đã hoàn toàn khẳng định được vị thế của mình trong nhóm. Người vợ rất lo lắng về công việc của ông. Mỗi lần tiễn chồng ra ngoài, nụ cười cô ngay lập tức biến mất. Một hôm, ông Trang nhận thấy tâm trạng của vợ mình không tốt. Ông hỏi vợ có tâm tình gì không? Biết vợ muốn có một đứa con, ông không đợi được nữa, trực tiếp ôm vợ vào phòng. Năm sau người vợ sinh ra một cô con gái xinh đẹp. Sau khi ông Trang lên chức bố, mỗi lần đi ra ngoài, ông đều có cảm giác như ở nhà. Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ, ông ngay lập tức trở về nhà. Con gái rất ngoan và lễ phép, vợ thì hiền dịu, ân cần. Ông Trang nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Đáng tiếc trời đất khó lường, hôm nay ông Trang vừa hoàn thành nhiệm vụ thì nhận được một cuộc gọi, vợ và con gái của ông đã xảy ra chuyện. Cả hai gặp phải một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng, con gái thì bị thương, còn người vợ thì tử vong tại hiện trường vụ tai nạn. Ông Trang cố gắng chịu đựng, không dám khóc to cho đến khi bước vào thang máy. Ông ấy càng khóc càng lớn, nóng lòng muốn trút hết nỗi đau trong lòng. Nếu như không có con gái, ông đã đi với vợ, nhưng ông vẫn phải sống mạnh mẽ vì con gái.